Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 7 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các huyện Phù Cử, Văn Lâm. Hôm nay, gần 12.400 thí sinh toàn tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế. Kịp thời hỗ trợ lao động mất việc trong mùa dịch. Huyện Ân Thi xử phạt 113 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Hưng Yên chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử. Bắt giữ các đối tượng san chiết ga trái phép tại Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua và sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Phù Cử, Văn Lâm và Tiên Lữ đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Phù Cử và Văn Lâm. Cùng dự tại huyện Phù Cử có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Phù Cử tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội thẩm Tòa án Nhân dân, tập trung xem xét các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu huyện Phù Cử cần đẩy mạnh xây dựng nền hành chính năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nhất là trong hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội của địa phương. Đối với hoạt động của Ủy ban Nhân dân huyện, cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực và khai thác các tiềm năng thế mạnh của huyện để điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ này, Phù Cử sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Cùng dự tại huyện Văn Lâm có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Lâm đạt gần 1.400 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch cả năm, tiếp tục là địa phương có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu được đẩy mạnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đánh giá xếp thứ nhất toàn tỉnh 4 năm liên tiếp. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm cần đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ, cần tập trung phát triển công nghiệp nhưng phải bảo đảm chăm lo đời sống cho nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện Văn Lâm sớm trở thành đô thị loại 3, xây dựng nền hành chính hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội thẩm Tòa án Nhân dân. Kỳ họp cũng đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện vẫn tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng cuối năm, huyện đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 tỉnh Hưng Yên đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đã tới kiểm tra một số điểm thi tại huyện Khoái Châu. Trong 2 ngày thi chính thức, 5 đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác tổ chức thi tại tất cả các điểm thi trên toàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số khâu như tiếp đón thí sinh, coi thi, thu nộp bài thi, bảo quản bài thi đề thi. Tới kiểm tra tại điểm thi Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu, Trung học Phổ thông Khoái Châu cơ sở 1 và cơ sở 2, đồng chí Nguyễn Duy Hưng cùng đoàn công tác yêu cầu các điểm thi phải tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng dịch và quy chế thi trong các buổi thi tiếp theo. Ở mỗi khâu phải phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đồng chí cũng lưu ý cán bộ làm nhiệm vụ thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm,
tuyệt đối nghiêm túc, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Trong trường hợp xuất hiện những trường hợp bất thường do dịch bệnh, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải bình tĩnh xử lý, không gây xáo trộn, làm ảnh hưởng đến thí sinh. Hôm nay cùng với sĩ tử trên cả nước, khoảng 12.400 thí sinh trên toàn tỉnh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Buổi sáng các em dự thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Đây là hai môn thi bắt buộc để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, mới hơn 6 giờ sáng nhưng tại điểm thi trường trung học phổ thông Khoái Châu cơ sở 2 đã rất là đông các bạn thí sinh. Cũng như buổi làm thủ tục dự thi chiều ngày hôm qua, hôm nay quy trình kiểm tra sức khỏe là khâu quan trọng bắt buộc trước khi vào điểm thi. Tất cả các thí sinh đều phải di chuyển theo luồng đã quy định. Các em được yêu cầu bỏ khẩu trang đeo từ nhà, thay khẩu trang mới, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi. Mọi khâu trong công tác đón tiếp học sinh được vận hành thuận lợi, tạo sự yên tâm cho thí sinh và phụ huynh. Công tác chuẩn bị rất là tốt, vì trước khi thi là các cô giáo cũng nhắn tin qua Zalo là xem các cháu tình hình có tiếp xúc hay là F1, F2 thì phải khai báo nhà trường để nhà trường còn chuẩn bị. Em thấy công tác phòng chống dịch rất là tốt rồi ạ. Em cũng thấy thoải mái, không cảm thấy lo lắng lắm. Chống gian lận thi cử là yêu cầu quan trọng đặt ra trong kỳ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng. Bên cạnh việc giám sát nhắc nhở thí sinh về quy chế thi, các điểm thi cũng có những biện pháp để đảm bảo an toàn thi cử. Điểm thi cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân huyện và công bên công an huyện triển khai cái công tác tuyên truyền làm sao cho các cái khu vực xung quanh kỳ thi sẽ không có các cái sóng wifi của các hộ gia đình phát. Như thế thì chúng ta cũng sẽ đã một bước để ngăn chặn được sử dụng cái công nghệ cao. Buổi sáng các thí sinh dự thi môn ngữ văn, đây là môn thi duy nhất làm bài theo hình thức tự luận với thời gian là 120 phút. Buổi chiều các thí sinh dự thi môn toán, thời gian thi 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi phòng thi có 24 mã đề cho 24 thí sinh dự thi. Phần lớn thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, đúng cấu trúc minh họa nhưng cũng không dễ đạt điểm cao do vẫn có những câu hỏi khó và mang tính phân loại thí sinh. Nay thì em thấy đề cũng dễ ạ. Phần làm văn thì có lẽ là dễ hơn cả phần đọc hiểu đấy ạ. Đề văn năm nay em thấy dễ ạ. Vừa sức thôi năm nay được, tại vì nó cũng ngắn, nó cũng không rộng quá đâu. Nó cũng đơn giản. Kiến thức thì trong đề thì chủ yếu lớp 12, năm nay lớp 11 thì chỉ có một câu, hai câu được. Em nghĩ là đề này phải đến 7-8 câu khó. Em cảm thấy đề toán chiều nay đối với bản thân em thì câu nào cũng khó. Bởi vì em không ôn nhiều lắm về môn toán này cho nên là chắc là với cả em thi khối C nữa. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỉnh Hưng Yên có 28 điểm thi, 3 điểm thi tại huyện Yên Mỹ sẽ thi trong đợt 2. Đến cuối buổi thi, toàn tỉnh có 33 thí sinh vắng thi môn văn, 43 thí sinh vắng thi môn toán. Công tác thi diễn ra an toàn nghiêm túc, đúng quy chế, không có giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi, không phát sinh tình huống liên quan đến dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thí sinh thi môn ngoại ngữ và bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Theo dự báo, thời tiết ngày mai sẽ có mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Các thí sinh cần có sự chủ động phương tiện di chuyển đến điểm thi sớm để đảm bảo thời gian thi. Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới ở huyện Yên Mỹ. Tất cả đã được cách ly tập trung từ trước. Cụ thể ghi nhận một trường hợp ở xã Hoàn Long là lái xe đưa 4 người, trong đó có F0 ở xã Việt Cường đi hát karaoke Đại Tây Dương ở xã Ông Đình, huyện Khoai Châu. Trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 23 tháng 6 và xét nghiệm lần thứ 4 dương tính. 4 trường hợp khác gồm 2 trường hợp ở xã Trung Hưng, 1 trường hợp ở thị trấn Yên Mỹ và 1 trường hợp ở xã Thanh Long cũng được cách ly tập trung từ trước. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 109 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 73 ca, huyện Khoái Châu 11 ca, huyện Ân Thi 11 ca, huyện Tiên Lữ 8 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Phù Cử 1 ca và 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có công văn yêu cầu thực hiện nghiêm công tác cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo. Các khu cách ly tập trung bố trí mỗi phòng chỉ cách ly một người, hạn chế dùng xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện đưa người đi cách ly. Các địa phương làm test nhanh các F1 ngay tại cộng đồng khi có điều kiện để phân loại cách ly phù hợp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có công văn yêu cầu người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và địa phương có dịch phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, tự trả phí và cách ly tại nhà. Các địa phương phải nắm chắc tình hình dân cư, kịp thời phát hiện người từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và địa phương có dịch trở về địa bàn. Sáng nay tại điểm tiêm thử nghiệm thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, các lực lượng tham gia nghiên cứu vaccine Nanocovax triển khai tiêm thử nghiệm cho hơn 900 tình nguyện viên. Để chuẩn bị cho công tác tiêm thử nghiệm diễn ra an toàn, đảm bảo đúng tiến độ, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai khám sàng lọc, tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 3. Cùng với việc chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, tuyển người tham gia, các tình nguyện viên đến tiêm thử nghiệm đều được test nhanh nhằm xác định kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Dưới sự điều phối phù hợp, linh hoạt theo kế hoạch đề ra, Trung tâm bố trí xe đưa đón tình nguyện viên theo từng khung giờ với số lượng người nhất định để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ngồi cách xa nhau 2 mét. Vaccine phòng COVID-19 Nanocovax được Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phát triển từ tháng 5 năm 2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Đã hoàn thiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Các kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng, nghiên cứu lâm sàng ở giai đoạn 1, 2 cho thấy vaccine đạt tính an toàn và có tính sinh học miễn dịch cao. Dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhiều lao động phải thực hiện cách ly hoặc không còn việc làm. Để kịp thời hỗ trợ người lao động, các ngành chức năng trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn học nghề, tìm kiếm việc làm mới phù hợp, vượt qua khó khăn trước mắt trong mùa dịch COVID-19. Gần 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Hồng, quê ở huyện Kim Động, làm việc tại một công ty chuyên sản xuất hàng xuất khẩu với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Do tình hình dịch bệnh, hoạt động của công ty bị ảnh hưởng. Cuối tháng 5 vừa qua, chị Hồng thuộc diện bị cắt giảm lao động, không có việc làm, phải nghỉ ở nhà, cuộc sống khó khăn, nhưng được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh hỗ trợ làm thủ tục lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp, tìm kiếm việc làm mới, nên chị và rất nhiều người lao động đã yên tâm phần nào. Hôm nay là lần đầu tiên đến làm bảo hiểm thất nghiệp. 3 tháng trợ cấp cái bảo hiểm thất nghiệp này thì mỗi tháng là được hơn 3 triệu. Tôi được các chị ở trung tâm giới thiệu việc làm này có giới thiệu cho tôi những công việc phù hợp cho thời gian sắp tới. Do khó khăn dịch bệnh, công việc ở công ty có nhiều thay đổi. Tôi nghỉ việc và đến làm trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp này rất là quan trọng và kịp thời cái thời điểm này cho cuộc sống gia đình, giúp bản thân tôi sẽ có điều kiện để tìm công việc mới. Nhằm góp phần hỗ trợ người lao động trong tỉnh giảm bớt khó khăn do dịch bệnh, ngoài việc nắm bắt tình hình lao động, hướng dẫn doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở ngành chủ động có phương án hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là những doanh nghiệp phải cho nhiều người lao động thôi việc. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tích cực thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh tư vấn học nghề, khai thác vị trí việc làm trống để tư vấn giới thiệu cho người lao động và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho doanh nghiệp, góp phần điều tiết thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Trung tâm xác định nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ trọng tâm nhất là phải đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động. Trong khi người lao động mà bị mất việc làm, bị thất nghiệp, được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp để duy trì cuộc sống, chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, áp dụng rất linh hoạt các cái biện pháp tạo điều kiện cho người lao động khai báo hoặc đăng ký qua online, kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp. Tính riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn việc làm và học nghề cho gần 16.000 lao động. Trong đó đã kết nối giới thiệu việc làm cho trên 1.000 lao động thất nghiệp có việc làm mới, đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và giải quyết cho gần 4.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền gần 59 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện Ân Thi đã xử phạt 113 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là người dân không đeo khẩu trang, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, hoặc cơ sở kinh doanh có hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, có một trường hợp tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, di chuyển từ thôn Lưu Xá đang thực hiện phong tỏa sang thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu. Đối với vi phạm trên,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã ra quyết định xử phạt với số tiền 7.500.000 đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Hạ Lễ đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp là người dân đang sinh sống tại thôn 4, xã Hạ Lễ có hành vi xâm nhập vào thôn 3, khu vực đang thực hiện phong tỏa. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, Hưng Yên sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, lượng mưa trên địa bàn tỉnh có thể lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng chống úng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão từ nay đến ngày 8 tháng 7, khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu công ty khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị chủ động gạn tháo nước trên đồng sông Trục, tăng cường kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi sông Trục, khơi thông cống rãnh những điểm có thể gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, diện tích lúa mùa mới cấy, cây ăn quả và rau màu. Các địa phương cần có kế hoạch khoanh vùng, tiêu úng theo phương châm ngăn cao, tháo trũng ở từng khu vực. Tiếp tục khơi thông các dòng chảy, huy động nhân lực máy bơm kết hợp với khơi thông rãnh, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh kịp thời cho các loại cây trồng cũng như chăn nuôi thủy sản. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính từ tháng 6 đến nay đã phát hiện chủng virus cúm AH5N8 tại 3 tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Quảng Ninh. Đánh giá mức độ nguy hiểm của chủng cúm AH5N8 không chỉ làm chết gia cầm mà còn có thể lây lan sang người. Để chủ động ngăn chặn virus cúm gia cầm H5N8 và các chủng virus cúm gia cầm thể động lực khác, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi gia cầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan, phát sinh ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dịch bệnh, vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường, rà soát thống kê và quản lý chặt chẽ số lượng, sự biến động đàn gia cầm tại địa phương, hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chăn nuôi, chỉ đạo các lực lượng của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của huyện, thị xã, thành phố quyết liệt ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam. Hưng Yên là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về số lượng di tích xếp hạng cấp quốc gia. Trong những năm qua, công tác tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa luôn được tỉnh Hưng Yên quan tâm đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả. Giai đoạn 2016-2020 đã có 105 di tích được đầu tư tu bổ chống xuống cấp với số đầu tư từ ngân sách là trên 75 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhiều địa phương đã huy động các nguồn xã hội hóa từ nhân dân, các tổ chức kinh tế xã hội, các nhà hảo tâm để tu bổ chống xuống cấp hàng trăm di tích với tổng số kinh phí trên 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Hưng Yên tiếp tục đầu tư tu bổ chống xuống cấp cho 100 di tích xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có 80 di tích được đầu tư từ ngân sách các cấp, lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền, xem xét xếp hạng cho 5 di tích quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh. Cụm di tích đền Đa Hòa Dạ Trạch được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. 5 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hồi 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7 tại phường Phan Đình Phùng, Công an thị xã Mỹ Hào tiến hành kiểm tra và phát hiện tại xưởng do Vũ Đức Quyền sinh năm 1978, quê quán xã Quang Vinh, huyện Ân Thi làm chủ sở hữu, có 4 đối tượng đang có hành vi san chiết ga trái phép. Được biết các đối tượng đã sử dụng 4 trạm san chiết ga để bơm ga từ bồn chứa khí hóa lỏng trên thùng xe ô tô đặt trong xưởng sang các vỏ bình ga và sau đó vận chuyển các bình ga trên lên một chiếc xe khác để mang đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, cơ quan công an tạm giữ 2 xe ô tô, 6 trạm san chiết ga, 1 máy khí nén, 38 bình ga đã được bơm, 26 vỏ bình ga các loại. Quá trình đấu tranh xác định số ga được đưa đến xưởng để thực hiện hành vi san chiết được lấy từ một chiếc xe ô tô lưu động tại khu vực Nghĩa Trang thuộc xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.